Trong chiến dịch biên giới năm 1950, khi đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ bị chảy máu dạ dày phải nằm lại điều trị, đại tá Cao Văn Khánh, đại đoàn phó, được đại tướng Võ Nguyên Giáp giao chỉ huy đại đoàn 308, đơn vị chủ công của chiến dịch. Sau chiến thắng biên giới, ông Khánh chỉ huy việc thu dọn chiến trường, trao trả tù binh. Ông đã tổ chức một đêm lửa trại kỳ lạ có 102, đầy ấn tượng. Một đống củi chất cao quá đầu bắt lửa hồng bốc cao sáng rực trong đêm. Ngồi vòng trong xung quanh đám lửa là hơn 800 thương binh của ba cánh quân thất trận, Le Pet, Trác Tông, De La Bom và cả các đại đội vệ quốc đoàn và một ban nhạc. Vòng ngoài là dân công, tải thương, nhiều địa phương, người chiến thắng hát bài ca cách mạng. Kẻ thất trận hát bài hát của quê hương mình ở Áo, Pháp, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ý, Đức. Đại tá bác sĩ Huya, đại diện hội chữ thập đỏ của Pháp, rất ngạc nhiên thấy vị chỉ huy quân Việt Minh nói tiếng Pháp rất chuẩn và lịch sự. Tất cả đều cảm động trước khung cảnh ấm áp tình người trong buổi trao trả tù binh.